Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Trong video clip ngày hôm nay thì Điệp xin tiếp tục cập nhật lịch giải quyết hồ sơ tại Trung tâm Visa Mỹ NVC, cập nhật đến ngày 18 tháng 12 năm 2023. Qua bảng cập nhật này thì Trung tâm Visa NVC họ sẽ cập nhật thời gian cấp case number và invoice ID number cho các hồ sơ đã được Sở Di trú Mỹ xét chấp thuận. Thời gian xét hồ sơ làm 6 bước với Trung tâm Visa NVC và thời gian mà họ sẽ trả lời thư SNVC mà chúng ta gửi để hỏi các thắc mắc về hồ sơ của mình. Chi tiết xin mời cô chú và các anh chị cùng xem trong video clip. Điệp có dịch vụ hỗ trợ hồ sơ di trú Hoa Kỳ cho cô chú và các anh chị thông qua hình thức online mọi lúc mọi nơi. Uy tín, chất lượng và luôn tận tình hỗ trợ cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị có cần các dịch vụ về di trú như mở hồ sơ bảo lãnh người thân, tư vấn visa, hồ sơ định cư, du lịch hoặc làm 6 bước với trung tâm visa, tư vấn các giấy tờ cần chuẩn bị đi phỏng vấn, kiểm tra hồ sơ trên hệ thống, đóng tiền thẻ xanh, đăng ký khám sức khỏe và chích ngừa, hoặc là đặt lịch hẹn phỏng vấn visa hoặc bổ sung giấy xanh R2A thì có thể liên hệ với Điệp thông qua số Zalo này hoặc là địa chỉ email này. Điệp sẽ hỗ trợ trực tiếp cho cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Theo bản cập nhật của Trung tâm Visa NVC, thời gian cấp case number và invoice ID number cho các hồ sơ được Sở Di trú Mỹ xét chấp thuận đến ngày 13 tháng 12 năm 2023, tăng được 8 ngày so với tuần trước. Thời gian thông thường mà Trung tâm Visa NVC nhận được hồ sơ từ Sở Di trú gửi qua là từ 30 cho đến 45 ngày sau khi Sở Di trú Mỹ xét chấp thuận. Thời gian Trung tâm Visa NVC xét các hồ sơ nộp đủ giấy tờ làm 6 bước đến ngày 11 tháng 12 năm 2023, tăng được 10 ngày so với tuần trước. Hồ sơ của chúng ta làm 6 bước với Trung tâm Visa NVC là khi hồ sơ làm các bước như đóng tiền phí visa và phí bảo trợ tài chính, điền đơn DS-260, nộp các giấy tờ bảo trợ tài chính của người bảo lãnh ở Mỹ và nộp các giấy tờ dân sự của người được bảo lãnh tại Việt Nam. Ở bảng thời gian trả lời các đơn SNVC hay còn gọi là Inquiry Form mà chúng ta gửi hỏi thăm về tình trạng hồ sơ, đến ngày 15 tháng 12 năm 2023, tăng được 8 ngày so với tuần trước. Để cô chú và các anh chị thuận tiện theo dõi thì Điệp làm bảng thống kê này. Số ngày chờ NVC cấp case number và invoice ID number sau khi hồ sơ được Sở Di trú Mỹ xét chấp thuận. Còn đây là bảng thống kê số ngày chờ Trung tâm Visa kiểm tra hồ sơ các giấy tờ làm 6 bước đã nộp cho Trung tâm Visa. Đây là số ngày mà chúng ta cần phải chờ để họ kiểm tra hồ sơ. Và đây là bảng thống kê số ngày cần chờ để Trung tâm Visa họ phản hồi lại đơn SNVC hay còn gọi là Inquiry Form khi chúng ta gửi hỏi các thắc mắc về hồ sơ của mình cũng như là hỏi về 6 bước NVC. Gần đây thì số ngày mà chúng ta chờ để Trung tâm Visa phản hồi lại đơn thì cũng rất nhanh chóng. Đây là mẫu đơn SNVC hay còn gọi là Public Inquiry Form. Qua mẫu đơn này thì chúng ta sẽ điền để hỏi thăm
như là xin case number và invoice ID number nếu như hồ sơ của chúng ta chưa được nhận. Hoặc là cập nhật địa chỉ nhà của người bảo lãnh nếu như có đổi địa chỉ nhà mới. Hỏi thăm tình trạng mở hồ sơ sau khi ngày ưu tiên của lịch mở hồ sơ đã đáo hạn, hay còn gọi là đã vượt qua ngày ưu tiên của hồ sơ. Cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Lịch cập nhật giải quyết hồ sơ tại Trung tâm Visa NVC sẽ được cập nhật hàng tuần trên kênh, từ khoảng tối thứ 2 cho tới sáng thứ 3. Cô chú và các anh chị có thể bấm nút đăng ký, subscribe và hình cái chuông để được YouTube báo khi có video clip mới mà Điệp chia sẻ lên nha.